Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chỉ tiết. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB như là công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, đưa tài sản bảo đảm không đủ pháp lý, không đăng ký giao dịch bảo đảm rút tài sản có giá trị lớn hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn, rút tiền SCB. Khi SCB giải ngân tiền theo phương án khống, bị cáo Lan chỉ đạo cấp dưới lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền bằng thủ đoạn lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Trong 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, gần 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỷ tiền lãi, nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Với thiệt hại trên, Viện Kiểm sát đề nghị Trương Mỹ Lan tử hình. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo tổ chức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong một thời gian dài bằng nhiều thủ đoạn tinh vi gian dối, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước, nhân dân và SCB. Hơn nữa, Trương Mỹ Lan có 3 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Vì vậy, viện kiểm sát đề nghị mức án trên. Khi bảo chữa, luật sư cho rằng Trương Mỹ Lan không phạm tội tham ô tài sản vì bị cáo không phải là người có chức vụ quyền hạn tại SCB. Đại diện Viện Kiểm sát nói, chủ thể tội này là người nào có chức vụ quyền hạn chứ không phải có chức vụ và quyền hạn. Trong khi Trương Mỹ Lan nắm quyền cao nhất SCB điều hành các bị cáo có chức vụ khác. Ngoài ra, theo luật sư, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan trong suốt 10 năm là tương tự, cùng phương thức phạm tội nhưng cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố truy tố Lan hai tội danh là làm nặng tình trạng của bị cáo. Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong suốt 10 năm được chia thành hai giai đoạn, tức hành vi phạm tội xảy ra trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, xử lý theo điều khoản tương ứng là Điều 179, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, còn hành vi của Lan và đồng phạm xảy ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ xử lý theo bộ luật hình sự mới tương ứng với tội tham ô tài sản về tội đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, luật sư cho rằng ngoài lời khai nhận tội của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2 và lời khai của người đưa tiền là cựu tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn thì không có chứng cứ nào thể hiện Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn đưa tiền cho bị cáo Nhàn nên không có cơ sở buộc tội bị cáo Lan đưa hối lộ. Xin tòa giảm án cho Trương Mỹ Lan còn có chồng, cháu gái của bị cáo. Cụ thể, khi nói lời sau cùng, chồng của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức hình phạt là từ 10 năm đến 11 năm tù, đã xin xem xét mức hình phạt. Bị cáo cơ nói rằng, dù hết sức bình tĩnh, nhưng vẫn chưa thể tin hậu quả mà gia đình ông đang gánh chịu. Ông cơ nói, dù không biết tiếng Việt nhưng cảm giác vợ ông phải chịu trách nhiệm cả những thiệt hại nhỏ nhất của SCB. Cảm giác xót xa với người vợ khiến ông cơ khó tha thứ cho bản thân mình. Ông cơ mong hội đồng xét xử cứu xét cho vợ cháu Trương Huệ Vân để bà Lan không bị tử hình. Cũng trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan đã bật khóc và xin hội đồng xét xử xem xét mức án khoan hồng để Trương Mỹ Lan có thể thoát án tử. Bị cáo Vân nói, kính xin hội đồng xét xử cho cô bị cáo có cơ hội giải thoát khỏi cái chết trực chờ, dùng toàn bộ ý thức và nghị lực của mình giải quyết hậu quả vụ án. Chỉ có cô bị cáo mới có thể làm, Nỗi sợ hãi và khổ đau còn có niềm tin và hạnh phúc. Bị cáo kính xin hội đồng xét xử cho cơ hội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, phòng giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định, Số 261 263, đường địa Biên phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1 phần tư số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền, đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo rỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB, trong đó SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Sáng nay, ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu thiếu tướng, cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vợ chồng ông trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ bị cáo nguyễn đình đương tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải và nhân viên dưới quyền đỗ thanh hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ tám người còn lại trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 10 đến 12 tháng 4. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2021, ông Đức và vợ đã lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, ông Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca để nhờ tháo gỡ. Vợ của ông Đức là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh tìm đến nhà ông ca tại xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để trao đổi về việc cháu của mình là Trương Văn Nam đã bị bắt và công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra công ty của gia đình. Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng. Dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, nhưng ông ca vẫn yêu cầu chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty cùng một số tiền tiêu cực phí khác để lo việc. Trong thời gian từ cuối tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng ông Đức đã có 4 lần đến gặp để đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca lo việc chạy án. Cụ thể, lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Ngọc Anh mang 10 tỷ đồng đến nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Đức và được đồng ý. Khoảng một tuần sau chưa thấy thông tin tích cực nào, Đức mang tiếp 5 tỷ đồng đến gặp ông Ca nhờ chạy án lần thứ ba vào ngày 11 tháng 11 khi thấy cơ quan điều tra vẫn tiếp tục việc thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình nên vợ chồng Đức quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho ông ca để lo chạy tội và được ông ca dặn cứ đi về để ông lầy no. Lần thứ tư, nhận thấy việc chạy án vẫn chưa có kết quả nên Đức giao vợ tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông ca vào ngày mùng 1 tháng 12. Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai Vợ chồng Đức từng đến nhà riêng gặp và thông báo việc công ty đang bị điều tra. Vợ chồng Đức từng 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đến để ở nhà ông Ca. Tuy nhiên, ông Ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để chạy tội cho Đức mà số tiền này do Đức cùng vợ chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1 nhà ông Ca. Ông Ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đức. Theo cơ quan truy tố, ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ nhận từ vợ chồng ông Trương Xuân Đức. Trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều cơ quan nơi ông Ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống có đơn gửi đến tòa án tỉnh Quảng Ninh xin giảm nhẹ cho ông, trong đó có hội luật gia thành phố Hải Phòng, công an thành phố Hải Phòng, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thủy Nguyên. Trong đơn gửi đến tòa, công an thành phố Hải Phòng cho biết Ông Đỗ Hữu Ca khi còn công tác đã đạt nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Trong đơn, công an Hải Phòng cũng liệt kê ông Đỗ Hữu Ca đã được tặng hưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen của thủ tướng, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Từ đó công an Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Mới đây, tại trụ sở Trung ương Đảng, ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang và Gia Lai. Cụ thể, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Nguyễn Thế Bình, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Nguyễn Tư Sơn Nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ trên cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Trước đó, tại kỳ họp 38 ngày 18 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương. Ngày 8 tháng 3, các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa bị Bộ Công an tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Hà Hoàng Việt Phương cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc Hà Nội kiểm tra xác minh thông tin thai nhi tử vong tại bệnh viện gây xôn xao dư luận. Trong văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chiều ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế đề nghị đơn vị này kiểm tra xác minh ngay sự việc, báo cáo nhanh về Bộ trước 12 giờ ngày 11 tháng 4. Bộ cũng đề nghị bệnh viện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ có con tử vong tại bệnh viện. Bệnh viện cần thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ, văn bản bộ nêu rõ. Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 30 tháng 4. Trước đó, ngày 9 tháng 4, dư luận xôn xao trước thông tin một thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cơ sở 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Người nhà sản phụ phản ánh trong quá trình khám thai, siêu âm bác sĩ phát hiện tình trạng dây rốn cuốn quanh cổ thai nhi, sản phụ nước ối cạn, cận ngày sinh, gia đình lo lắng tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi, đề nghị bệnh viện mổ lấy thai. Bệnh viện khẳng định không vấn đề gì, có thể đẻ thường, thế nhưng sau đó gia đình được biết thai nhi đã tử vong. Sự việc đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây hoang mang dư luận. Còn phía Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc cho rằng, những thông tin này chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng ngày 9 tháng 4 bệnh viện đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc